Xin chào tất cả mọi người. Thì Lộc Tàng tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất vào chiều ngày 13 tháng 1 năm 2023. Công tác cứu hộ, cứu nạn, giải cứu đưa thi thể của Hạo Nam nằm trong trụ cột bê tông sâu 35m ở công trình cầu Rọc Sen của tỉnh Đồng Tháp. Thì tính đến thời điểm hiện tại bây giờ đã trải qua hơn 14 ngày bé Hạo Nam nằm dưới trụ cột bê tông. Và cái trụ cột bê tông cứng đầu, vô cùng cứng đầu này thì vẫn chưa được lôi lên khỏi mặt đất. Và thân xác của bé Hạo Nam vẫn đang phân hủy từng ngày ở trong cái trụ cột bê tông. Tính đến thời điểm hiện tại bây giờ, theo như nguyên lý về cái sự phân hủy thì có khả năng rất cao là xác của bé Hạo Nam đã tan nữa. Thì cô dì chú bác cũng cảm thấy nỗi đau nó càng nhân lên gấp bội khi nhìn những hình ảnh của bé Hạo Nam đau đớn, xót xa và lạnh lẽo như thế nào ở trong cái trụ cột bê tông. Tất cả mọi người đều rơi nước mắt. Hàng triệu trái tim, hàng triệu con người đang hướng về cầu công trình cầu Rọc Sen ở tỉnh Đồng Tháp để cầu mong có phép màu thần kỳ, cũng như là cái sức mạnh của đội cứu hộ cứu nạn được tăng lên để một ngày sớm nhất có thể đưa được trụ cột bê tông dài 35m ghim chặt vào lòng đất để lôi được bé Hạo Nam lên trên để đưa về cho gia đình mai táng. Thì đúng thực sự là trong cái gọi như là lịch sử của đất nước Việt Nam cũng như là toàn thế giới, chưa có cái trường hợp nào mà một cậu bé nhỏ 10 tuổi có thể lọt vào một cái trụ cột bê tông có chiều rộng đường kính chỉ có 2,25cm. Thì nó vừa lọt tổng một cái người nhỏ nhỏ nhất Việt Nam thì cũng mới lọt xuống được. Nhưng bé Hạo Nam thì một cái chuyện hy hữu thì bé đã rơi xuống như vậy. Thì đến thời điểm hiện tại bây giờ nỗi đau đang rất là đau, đặc biệt là đối với gia đình nhà bé Hạo Nam. Cha mẹ của bé Hạo Nam đang rất là đau đớn và đang chờ mong từng ngày sẽ đưa được thi thể của bé lên để lo cho mai táng cho bé, để có thể là bé được siêu thoát, được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Thì cái chương trình mà đang tiếp tục tiến hành để cứu hộ cứu nạn đưa thi thể của bé Hạo Nam lên đang được làm 24/24. Tất cả các bên đội cứu hộ cứu nạn họ đã tốc lực chia ra làm 4 ca, mỗi ca 6 tiếng làm liên tục 24/24, xuyên đêm xuyên ngày để nhanh nhất có thể đưa được bé Hạo Nam lên trên bờ. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại bây giờ, vào chiều ngày 13 tháng 1 năm 2023 thì thông tin mới nhất được cập nhật về, Lực Tàng cũng cập nhật luôn cho cô dì chú bác để cô dì chú bác nắm bắt cái công tác cứu hộ cứu nạn đã diễn biến đến đâu và họ đã làm đến cái bước nào ở trong 11 bước mà họ đã đưa ra trước đây. Thì trước khi vào chương trình, cô dì chú bác nhớ là ủng hộ Lực Tàng bằng cách nhấn like, chia sẻ, và ai chưa đăng ký kênh thì nhấn vào nút đăng ký, ấn vào cái quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất đến từ kênh của Lực Tàng. Lực Tàng sẽ cố gắng cập nhật những thông tin chính xác nhất, nhanh nhất để gửi tới cho cô dì chú bác nha. Rồi đi đến với cái chương trình mà Lực Tàng vừa mới cập nhật được từ các điệp viên trinh sát tinh nhuệ nhất ở khu vực bám trụ ở tỉnh Đồng Tháp cập nhật về cái quá trình cứu hộ cứu nạn để đưa bé Hạo Nam lên trên. Thì đến thời điểm chiều ngày hôm nay là đã có những cái thông tin cực kỳ mới với chương trình là đóng cái ván thép gọi như là xung quanh cái trụ cọc bê tông chiều rộng 4,8 x 4,8 là một cái hình vuông, nó khá là rộng lùng quanh cái trụ bê tông đó, thì đã trải qua là được 5 bước. Ngày hôm qua là bước thứ 4 là đã được đào xuống 10m tính từ mặt đất xuống. Thì ngày hôm nay là họ đã đóng được tầng khung thứ 5 và họ đã đào sâu xuống là tổng cộng đã được 12m rồi nha mọi người. Đây là thông tin cực kỳ chính xác. Thì họ tiếp tục đào sâu hơn nữa, đâu khoảng 1,5m, 2m gì đó nữa. Thì chương trình tiếp theo là họ sẽ dùng cái ống gọi như là thép hình tròn có đường kính là 2m. Tức là cái khi mà cái cọc ván thép hình vuông đó mọi người là ép tầng thứ 5, là khi đó là máy cạp, máy ngọt sẽ không xúc đất được nữa, sẽ không chơi phương án đó nữa mà họ sẽ dùng phương án là đóng tiếp cái cọc hình tròn đường kính khoảng 2m và đóng sâu từ cái mức 12m đó xuống đến tận là 24m. Thì trước đây thì cái phương án mà đóng cọc ván thép hình tròn là 1m6 đã được đóng xuống đến tận đáy rồi, thì họ sẽ bỏ cái phương án đó và họ sẽ dùng cái phương án là rộng hơn, tức là sẽ đưa một cái đường ống hình tròn đường kính 2m rộng hơn nữa để họ đóng tiếp xuống 24m và họ sẽ lôi
cái ống hình tròn 1,6 mét đường kính đó lên. Tức là họ sẽ mở rộng ra. Và sau khi mà họ đóng được cái đường ống đó xuống rồi thì họ tiếp tục dùng phương án như lúc ban đầu. Đó là phương án dùng khoan guồng sắn và mũi xoáy nước áp lực cao để họ tiếp tục làm tan rã cái lượng đất sét ở bên dưới, cũng như là nạo vét xung quanh làm cho đất mềm ra, nhão ra. Rồi sau đó họ sẽ dùng máy móc để họ lấy hết lượng đất ở bên trong cái lòng ống 2 mét có đường kính 2 mét đó, sâu với độ sâu 24 mét. Đó là cái bước tiếp theo mà bên phía đội cứu hộ cứu trợ họ đang tiến hành. Thì ở trong 11 bước là cái bước mà đóng cái khung tầng thứ 5 móc đất lên, đó mới chỉ là cái bước thứ hai thôi nha mọi người. Mới chỉ là cái bước thứ hai, đang còn 9 bước nữa. Thì cái bước thứ ba là cái bước đóng cái đường ống đường kính rộng 2 mét xuống đến 24 mét. Đó là cái bước thứ ba. Và chương trình họ sẽ móc hết đất ở bên trong đó. Rồi lúc đó họ sẽ tiếp tục, khi nào mà sạch cái đường ống trong đó rồi, đất cát trong đó rồi, thì họ bắt đầu sẽ thuê thợ lặn. Lúc đó họ sẽ thuê những thợ lặn có kinh nghiệm giỏi nhất về để họ sẽ lặn xuống và họ sẽ tìm những cái mối nối nha mọi người. Những cái mối nối mà có hai mối nối, ba cọc thì có hai mối nối, và hiện tại bây giờ nó đang nằm âm ở dưới. Một là ngay cái nấc 12 mét và bên dưới nữa là cái nấc 24 mét. Thì họ sẽ bằng mọi cách, họ sẽ đào bằng được, lấy bằng được đất lên cho nó rộp ra, không còn đất bám vào cái trụ cột bê tông đến cái độ sâu 24 mét. Rồi thợ lặn lúc đó mới lặn xuống tìm những cái mối nối đó. Sau khi tìm được mối nối rồi thì họ sẽ đưa cái dây cáp và cái cáp cứng để họ thả xuống bên dưới, trồng vào những cái ống bên dưới cùng, tức là hai đoạn ở bên dưới, để họ tiến hành lôi trụ cọc bê tông lên trên bờ, đưa Hạo Nam ra ngoài. Đó là cái phương án tiếp theo mà mọi người cũng có thể thấy rồi. Trước đó là dùng khoan guồng sắn, dùng tia nước áp lực cao để đánh tan rã đất, nhưng mà không thực hiện được. Tại vì đất sét ở dưới đó nó rất là dẻo và cái độ kết dính của nó rất là căng cơ. Cho nên rằng là phương án đó rất là khó. Thì bây giờ gầu ngoạc, gầu cạp thì chỉ múc được ở trên mặt thôi nha mọi người. Mở rộng ra múc được ở trên mặt. Còn ở dưới sâu thì không thể nào mà móc được. Cho nên là họ tiến hành đến cái phương án quay lại như cũ và họ mở rộng thêm. Thì mọi người thấy không phải là mình đất mà ở dưới đây nó còn nước. Ở khu vực đó chỉ cần đào xuống một chút xíu thôi là thấy nước nó đã ra rồi. Cho nên là rất là khó trong cái chương trình mà nhìn thấy được để mà móc đất, cũng như là nó có cái địa tầng như thế nào ở bên dưới đó. Ngoài sét, ngoài nước, nó còn lẫn vào đó là đá, cát, rồi này nọ, rất là nhiều cái thứ ở bên dưới đất đó. Cho nên là rất là khó khăn. Và tầng đất từ 20 mét đổ đi, nó sẽ khó, rất là khó cho công tác đóng cái cọc tròn 2 mét đó nha mọi người. Theo như dự kiến là họ sẽ đóng xuống, nhưng đến tầng thứ 20 mét là cái đất sét nó cực kỳ cứng. Đó là cái tầng đất sét cứng đầu nhất và khó khăn nhất cho đội cứu hộ cứu nạn. Tức là nó bám rất là chắc và nó rất là cái dính, nó rất là dẻo. Và đặc biệt nó vừa dẻo, nó lại vừa dính nữa nha mọi người. Cho nên là rất là khó để mà khoan guồng sắn và tia nước áp lực cao có thể đánh tan rã cái lớp này. Và đặc biệt là đóng được cái ống sắt xuống cũng rất là khó. Họ dùng máy rung để họ rung, họ đóng xuống nha mọi người. Nhưng mà cũng không thể nào đóng qua được cái tầng đất đó. Thì hiện tại bây giờ là công tác cứu hộ, cứu trợ đang gặp khó khăn ở ngay cái tầng đất mà 20 mét và 24 mét đó nha mọi người nha. Họ muốn đóng xuống 24 mét nhưng mà đến 20 mét là nó cứng ngắc luôn và nó rất là khó đóng. Thì không biết rằng là sau tiếp theo đây thì họ sẽ đóng như thế nào và họ sẽ giải quyết như thế nào về cái tầng đất này. Nhưng chắc chắn khi dùng mũi khoan guồng sắn cũng như là tia nước áp lực cao, họ sẽ đánh tơi rã ra thì phải tốn rất là nhiều thời gian. Thì bây giờ là phải dùng sự kiên trì, nhẫn nại và đi từng tí một thôi, chứ không thể nào mà làm gấp rút. Tại vì đường nào thì bé Hạo Nam cũng đã mất rồi. Nhưng mà cái phương án đưa ra là toàn bộ là tối tân. Theo như chuyên gia họ nhận định là những phương án đó là đang đi đúng đường. Cho nên là bên phía đội cứu hộ cứu nạn cũng như là bên phía tỉnh Đồng Tháp, họ đang thực hiện theo 11 bước như vậy. Thì chúng ta cũng chỉ hy vọng rằng là tất cả mọi thứ đều thuận lợi. Thì mưa thuận gió hòa và không phải gặp mưa nha mọi người. Đó là thời tiết. Thì đó là cái thông tin mà ngày hôm nay Lục Tàng muốn cung cấp cho mọi người, nó là như vậy. Khi chuyên gia đã nhận định nói rằng
một cái cây trụ cột bê tông đóng xuống thì mọi người có thể nhìn thấy giống như một cái xi ranh mà chúng ta tiêm thuốc á, là chúng ta bịch cái đầu lại mà chúng ta rút lên á, là nó rất là căng, tại vì nó có cái áp lực, nó có cái độ hút, tức là nó hút xuống nha mọi người, nó hít lại khi chúng ta lôi trụ lên là rất là khó luôn nha mọi người nha. Đấy, chúng ta đóng xuống thì nó rất là đơn giản, dùng lực đóng xuống thì rất là đơn giản, nhưng khi chúng ta rút lên á, là nó rất là nặng. Nặng ở đây không phải là máy móc tối tân họ không rút lên được, mà nặng ở đây ở cái chỗ là nó có những cái đầu mối nối. Nếu như lôi lên, xoay trụ, nhấp lên, nhấp xuống hay là rung mạnh thì nó sẽ bung cái mối hàn. Và bung mối hàn ra khi lôi được hai cọc lên hoặc là một cọc lên thì còn hai cọc ở dưới hoặc là một cọc ở dưới thì sẽ rất là khó khăn cho chương trình tiếp theo. Cho nên là họ rất cân nhắc và cẩn trọng. Thì họ chỉ có đào xuống đến đâu, họ sẽ dùng máy cắt để họ cắt bớt đi cái trụ đi. Nhưng mọi người cứ nghĩ đi, trong một cái không gian chật hẹp và một cái độ sâu như vậy thì đội cứu hộ, cứu nạn họ có dùng máy móc để họ cắt trụ cột bê tông, cái đó cũng làm cái khó khăn cực kỳ khó rồi. Chứ huống hồ gì là bên dưới cái lòng hình tròn mà bây giờ đóng có 2 mét thôi, trước đó là 4.8 x 4.8 thì nó rộng, thì cái chỗ mà mình đứng mình cắt á, thì nó đơn giản đúng mọi người. Nhưng đến ngày hôm nay á, là không thể đào bằng cái phương án rộng hơn, sâu hơn xuống nữa, mà họ phải dùng cái ống hình tròn thì nó nhỏ hơn, thì liệu chừng có cắt được nữa hay không. Đến cái phương án này thì họ sẽ bắt buộc phải dùng thợ lặn, tại vì ở đó là có nước, nước nó ngập vào và giống như thể là một cái giếng nước đó mọi người. Cho nên là rất là khó khăn để mà nhìn thấy. Nếu như không có nước thì múc thì nó đơn giản, nhưng ở đây nó có nước cho nên là không thể nào mà móc được đất lên một cách rất là bình thường được. Thì như vậy là họ rất khó khăn, khi làm nhão đi họ phải hút hết đất thì thợ lặn mới chui xuống được, thợ lặn mới lặn xuống được để tìm những cái mối nối đó để họ gọi như là trồng dây trồng cáp vào nha mọi người. Đấy, thì mọi người thấy chưa, cái chương trình này chắc hẳn là nếu như mà gặp trục trặc về tầng đất cứng như thế này nữa, để mà giải quyết cái vấn đề bước 3 để đóng cái ống đó xuống, thì Lực Tàng nghĩ thời gian lại càng kéo dài thêm. Theo như nhận định của Lực Tàng thì nếu như không có gì trục trặc thì họ đào trong vòng 3 ngày nay là họ đã đào được 12-13 mét rồi, thì còn có là khoảng 20 mét nữa thì họ sẽ tiến hành trong 1-2 ngày tới là họ sẽ đào được. Nhưng bước này là họ đã dừng lại và họ tiếp tục dùng cái bước là đóng cái ống tròn xuống để họ khoan. Thì nếu như mà dùng máy khoan để mà khoan á, thì nó khả năng nó khá là lâu, tại vì đừng đất sét ở dưới nó rất là cứng. Trước đó họ cũng đã dùng máy khoan để họ khoan rồi, nhưng cái đất sét đó thì mọi người cứ nghĩ đi, nếu như ngày hôm nay chúng ta khoan đó, và chúng ta để qua một vài ngày thì nó lại kết dính lại với nhau như bình thường. Đó là cái tầng đất sét nha mọi người, nó rất là cứng đầu. Nếu như mà đã nói đến sét dẻo, sét quạch rồi á, thì chúng ta có khoan kiểu gì mà chúng ta chỉ cần hai cái mũi khoan nó quay như thế này và đất cát nó chỉ cần bám lại với nhau là nó lại trở thành một cọc. Cho nên là rất là khó để mà khoan tơi nó ra nha mọi người. Ở đây khoan phải dùng nước, dùng tia để xé nhỏ những cái tầng đất sét đó ra. Nhưng khi khoan rồi á, là nó lại có cái tác động, nó ngoáy lại với nhau và nó lại trở thành một cọc. Cho nên là rất khó để có thể lấy được hết đất ở trong đó lên nha mọi người. Đấy, những ai mà thuộc về cái tầng đất sét thì chúng ta cứ nghĩ đi là chúng ta sẽ biết. Giống như là những cái cục đất sét của những đứa trẻ chúng ta nặt đồ đó, nó dẻo đến mức độ như vậy luôn nha mọi người. Chúng ta có bóc kiểu gì, có xé kiểu gì mà chúng ta chỉ cần in lại với nhau một cái là nó lại trở thành bình thường. Cho nên là tầng đất sét nó rất là cứng đầu. Và càng đóng xuống dưới sâu thì càng khó làm, càng dưới sâu thì càng khó làm. Cộng với đó là nước nó sẽ lấp đi cái tầm nhìn của tầm mắt của các đội cứu hộ, cứu trợ, cứu nạn, cho nên là rất là khó khăn nha mọi người nha. Đó là cái thông tin họ đang tiến hành. Thì ngày hôm nay thì Lực Tàng thấy là họ thông tin là gặp khó rồi rồi. Lực Tàng lại nghĩ là thời gian nó lại kéo dài ra một tí nữa. Đấy, nó càng kéo dài như vậy thì chúng ta càng cảm thấy buồn và càng cảm thấy đau xót cho bé Hậu Nam. Nhưng biết làm sao được, bây giờ không thể nào mà tiến hành nhanh được. Đấy, cho nên là cô dì chú bác cứ phải hết sức chờ đợi, khi thông tin có là Lực Tàng sẽ cập nhật. Và theo chương trình thì bên phía chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp họ cũng đã thông báo rằng là sẽ cố gắng làm sao đưa được Hạo Nam lên trên bờ trước Tết nha mọi người. Thì ngày hôm nay là sắp đến ngày ông Táo về trời rồi. Đấy, chuẩn bị là chúng ta đón Tết Nguyên Đán rồi. Cho nên là họ đã cố gắng sẽ làm tốc lực tiếp nữa. Đấy, gọi như là sức lực bỏ ra nhân đôi để làm sao đưa được bé Hạo Nam lên trước Tết, để cho đội cứu hộ cứu nạn cũng như là bà con hàng triệu con tim đang đau xót về câu chuyện này sẽ được gọi như là giảm bớt đi một phần nào đó đau đớn để đón một cái Tết Nguyên Đán đạt tiêu chuẩn hơn nha mọi người. Đó, thì nỗi đau thương ai cũng rất là đau thương rồi. Đó, chúng ta là người không có mặt ở đó mà chúng ta cũng đã xót xa. Chứ huống hồ gì đội cứu hộ cứu nạn họ đang tốc lực làm cái câu chuyện này, ai nấy cũng đều cảm thấy rất là buồn, rất là đau đớn
và chỉ mong muốn làm sao nhanh chóng, kịp thời, càng nhanh càng tốt để đưa được cái trụ cột bê tông cứng đầu đó lên và đưa bé Hạo Nam ra khỏi cái nơi lạnh lẽo đó để được cho gia đình mai táng thôi. Đấy, ai cũng vậy, tâm lý ai cũng vậy, cho nên rằng là họ đang rất là quyết tâm, thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục ủng hộ bên đội cứu trợ cứu nạn và cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ trong thời gian sắp tới để đưa được bé Hạo Nam lên. Còn chương trình tiếp theo là họ tối nay họ sẽ tiến hành là sẽ đóng cái trụ 2 mét bé xuống nha mọi người, và có khả năng là sáng ngày mai là họ sẽ dùng khoan buồng sắn để họ khoan tia áp lực để họ xé đất và họ sẽ hút đất lên trong ngày mai. Thì tiến trình đến đâu thì Lực Tàng sẽ cập nhật cho cô bác để cô bác nắm bắt nhé. Cô dì chú bác nhớ theo dõi, nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Lực Tàng nha. Thông tin Lực Tàng cập nhật là chính xác, mong cô dì chú bác ủng hộ. Rồi, cảm ơn cô dì chú bác đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.